Vâng, xin chào bà, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình anh Thanh tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Thì anh Thanh muốn chúng tôi thiết kế cho gia đình anh một cái mẫu nhà vườn mái Thái, và sau đây xin mời các bạn hãy xem quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại khuôn đất của gia đình nhà anh Thanh tại thị xã Phú Thọ nhé. Vâng, xin chào bạn. Thì sau đây tôi xin giới thiệu khuôn đất của gia đình nhà anh Thanh tại Phú Thọ. Thì khuôn đất của gia đình nhà anh Thanh thì nó có hình nó hơi zig zag và cái hình tính hình học của nó không được cân cho lắm. Thì ở trong cái khuôn đất này thì anh muốn làm một cái nhà vườn mái Thái cấp 4. Đấy, thì ở trong khu đất này thì anh muốn làm cái nhà mái Thái cấp 4 này, và toàn bộ khu vực này thì anh sẽ phá bỏ hết, và cái cột của nhà mới anh sẽ hạ xuống so với lại cột của nhà cũ này là 50 phân. Đấy, thì ở trong này thì cái hướng chính của anh là 249 độ Tây này. Đấy, toàn bộ hệ thống cấp điện cấp nước là nó đã có ở khu vực trước này. Đây là hệ thống cấp điện cấp nước này. Hệ thống cấp điện cấp nước anh để ở đây, hoặc toàn bộ khu vực bể phốt thì anh sẽ đặt ra cạnh bên này. Đây là khu vực bể phốt. Đấy, thì khu vực nhà mới này thì anh chỉ muốn làm nó khoảng tầm 100-101 mét vuông thôi. Đấy, chạy chính 249 độ Tây, và lưu ý là phía bên này thì anh muốn mở một cái khu vực sảnh phụ để anh kết nối ra cái khu vực phía đằng sau. Cái khu vực phía đằng sau này là khuôn đất của ông bà nội anh Thanh. Đấy, thì ở đây có một cái đường đi để kết nối này, kết nối vào khu đất của ông bà nội anh Thanh. Này, công năng chính mà anh muốn như thế này. Thứ nhất là anh muốn là có một phòng khách kết hợp phòng thờ, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung và một khu vực bếp phòng ăn. Đấy, phòng chính 5 bậc. Đấy, tầng nhà chỉ đăng ký bằng bê tông này. Nó khoảng chi phí đầu tư của anh khoảng tầm 500 triệu. Và đất là đất đồi, đầu vào là nước sạch đây, không trái nhà. Đấy. Và cái khuôn đất của anh thì nó kèm theo cái sổ đỏ của anh nhé. Đây, sổ đỏ của anh ấy đây. Đấy, từ chỗ này qua vào đây. Đấy, cho nên chỗ này nó hơi xích nhắc, nhưng nên tôi chỉ phải lấy những cái phần khoảng tầm 15 mét để các bạn bố trí ra cho anh ấy thôi. Đây, cái sổ đỏ này tôi sẽ gửi kèm luôn cho các bạn để các bạn có thể làm luôn. Thank you.